tại các bạn về đến đây rồi mọi người này. Nhưng mà Tony Phong đợi lâu quá, Tony Phong sang kia rồi. Dạ bà ta đi. Dottore, hai arredi da mani. Come? Arredi, arredi. Sì. Ma che casa da bene a tondi? Già da ce l'ha. De sondi? Due Tony Phong. Ah, è qua da Shaki. De Shaki. Então agora passa lá, carrega até aqui, já. Já. Thế về tình hình là các vị về đây, Tony Phong thì đi chở lâu quá về sang sông suối rồi. Dê lại chở sang bên Tony Phong, xong rồi dê chạy sang bên kia, Tony Phong thì sang bên đây ngồi. Chán các vị, qua đi mất đấy. Đây, hôm nay là ngày thứ tư này các bạn này, ngày thứ tư các bạn ấy đi chặt tre này mọi người nha. Đây hôm nay các bạn ấy chặt tre to này. Ra cá bố. Acabou. Tá muito difícil. Todo o bambu não tá rígido. Dia só assim. Ele escolheu, corta aqui dois. Anda mais daqui até no Tony Fá. Corta mais três. Anda do Tony Fá até mais lá no fundo. Corta mais três. Thế là một, các vị đi một ngày, các bạn ạ, các vị đi một ngày mà các vị chặt được này. Nhiều tre non quá. Vậy là ông Tony Phong với lại ông Dê, hai ông hẹn nhau mà mỗi ông đi một đường. Ông Tony Phong sang đây ngồi chờ, còn ông Dê thì sang vứt tổ ong sang bên nhà Tony Phong, xong rồi chạy sang chỗ Antonio mọi người. Thế bây giờ Dê sẽ sang bên đấy để chở sang nhé, để xem tình hình thế nào. Hiện tại là nhà Antonio đã có tổ ong rồi mọi người, đã có cái lồng nhỏ, các bạn là thùng ong nhé mọi người nhé, thùng nuôi ong. Tony Phong đã làm thùng nuôi ong cho nhà Antonio rồi. Nên là chúng ta dự định bắt cái tổ ong ở chỗ mà các bạn đi chặt tre đấy. Nhưng mà tiện hôm nay ở dưới này thấy Đa Cù bảo là ở cái khu gần nương rẫy nhà Đa Cù làm ấy cũng có một tổ ong. Nhưng bây giờ là chiều khá muộn này, muộn lắm mọi người ạ. Một lúc nữa là trời tối thôi. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta đi qua đấy để thử xem là cái tổ ong đấy còn hay không. Tại vì Đa Cù bảo là cũng không chắc chắn là còn hay không, là Đa Cù không có biết. Thế nên bây giờ mình ở dưới này mình tranh thủ đi qua xem trước, nếu như còn thì ngày mai thì mình nói chuyện với chủ ở đấy, chủ đất, để xem là người ta có cho mình vào bắt cái tổ ong đấy không, để bắt cái tổ ong đấy về để cho Antonio nuôi mọi người nhá. Đấy, Đa Cù thì đang ở phía trước, Antonio thì đang ở phía sau. Đó. Đường đi là rậm rạp đây này. Có rất là rậm rạp luôn. Chúng ta đang phải đi nhanh một tí về chiều muộn này. Nếu mà bắt không kịp là cũng không thể động đậy vào tổ ong đấy được. Thì phải để ngày mai. Rapido! Rapido! Đang giục mấy ông kia đi nhanh lên mọi người ạ. Và trời tối là mình không về được, muộn ấy, muộn quá. Các ông thì cứ lững thững không biết là có cái gì phía sau. Mọi người đấy thấy trông đồi núi các thứ là bây giờ là tất cả xung quanh toàn cỏ là cỏ đấy. Có vẻ như là cái thời gian này là tần suất các bạn đi phát hiện tổ ong là dễ hơn sau ấy mọi người ạ. Tại vì là mình đi xuống dưới nhà các bạn ấy cũng rất là nhiều lần. Thế nhưng mà từ sau khi lần đầu tiên phát hiện cái tổ ong nó bay ở ngoài đấy, thì bây giờ lại một tổ nữa ở nhà Đa Cù, một tổ nữa ở chỗ chặt trúc. Có vẻ như là không có ai ở trong này thì phải mọi người ạ. Tầm này muộn rồi, có khi là ở đây họ đi lên trên phố rồi.
Aki. Không có ai mọi người. Dạ, và mu subin là không có ai ở đây cả. À, mọi người trông này, chủ ở đây họ làm như này để họ bỏ ngô lên trên này đây này, ngô của họ này, nghe về không bị mốc rồi mọi người ạ, làm hẳn cái này này, đấy để ngô lên, xong là che, có vẻ ngoài này nắng nó là nó cũng không bị mọt biết gì đấy. Rồi, đâu rồi? Mặt trời đang chuẩn bị xuống núi rồi mọi người cả. Mọi người nhìn thấy mờ mờ chưa? Đó. Một lát nữa là mặt trời xuống núi là coi như tối luôn. Ôi. Ôi, trong này rậm thế. Ôi. Trong này sẵn, giếc rộng, rậm. Này thì chỉ đa cù biết thôi chứ làm sao ai biết được, tại vì đa cù làm ở trong này mà. Ôi. Này thì ôi giời, sắn tốt chưa đấy chứ này, sắn này trồng vài năm rồi đấy mọi người ạ. Ôi, ôi giời, nóng rồi đấy. Này mình xuống mình mặc áo khoác như này là nóng rồi đấy. Ê sao bao? À, ở cây gỗ này mọi người ạ. Xem nào, xem phải không? Ta cụ bảo là ở cây này này. Không biết có phải không? Chết rồi. Cái tổ ong đấy mình cuốn mình bỏ đâu mất rồi. Cái tổ ong chúa, cái lồng nhốt ong chúa vứt đâu mất rồi. Hình như không có rồi mọi người, mình không thấy con ong nào bay ra. Không có nào bay ra. Nada. Você tava về onde? A quando? Tava về quando? Semana passada. Đa cù bảo tuần trước đa cù nhìn thấy mà giờ lại không thấy đâu cả. Nào, quando any aqui, any sofica aqui. Không có. Không thấy rồi. Không có mọi người. Đa cù bảo tuần trước đa cù nhìn thấy mà. Porque eu estava fazendo trabalhar aqui. Ainda me deram corrida, tinha boi mesmo. Tem boi aqui? Tinha boi, sim. Semana passada? Sim, quando eu trabalhou isso aqui. Sim, boi que estava aqui. Mas agora já não está, por quê? Que nó đi mất rồi mọi người. Mới tuần trước mà. Mới tuần trước mà giờ lại không thấy đâu. Eles estavam começando a entrar daqui. Hơi tiếc nhỉ, đấy ba cụ bảo là đường vào nó chỗ này mà. Puedes pasar un poco encima para encontrar uno. Aquí. Không thấy nữa rồi. Tưởng nay bắt được tổ ong mà cuối cùng là không bắt được rồi. Ele está fora agora porque você é atrasado. Você anda muito lento. Vamos lhe ligar. Manda, senta o número dele. Antônio, eu bảo là cụ có số điện thoại của ông, gọi điện cho nó ra cái. Bay mất rồi mọi người, bay mất rồi. Pode que tirar um pau, entrar lá, Antônio. Mas é lá, essa aqui.
Edemanzeroca này. Để Antonio chọc thử vào xem có thấy con ong nào bay ra không. Đấy, mấy ông bây giờ rảnh rỗi đi gẹo ong này. Ficala on la du de on de que du da cu fico. Já vamos começar a girar bué. Pra picar, daqui olha esse lado é mais fácil. Để xem là các bạn ấy chọc nó có ra không nhá. Xem có không. Hơi tiếc nhỉ. Biết sớm một tí thì bắt thì ok. Không có rồi mọi người. Tăng la mèo. Không có mật. Thế vậy là tổ ong này đi rồi mọi người. Já foi. Outro lugar. Nunca fui lá ver ali nas pedras, embaixo na pedra ali. Não, nunca fui lá mais. Isso tem que ser dia para nós ir lá, porque aí tá tapado. Da cụ bảo là đang còn một tổ khác nhưng mà phía phía trên kia cơ, thế nhưng mà bây giờ muộn rồi, không đi lên trên đấy được mọi người. Có tiếc nhỉ. Đó mà ở đây nữa thì đẹp. Tình hình này giờ không thấy một con nào bay ra bay vào. Ừ. Aqui tem monte aqui, outro estava mesmo. É quando chachaste? Yeah, quando chachei. Então é mesmo há semanas atrás. Yeah, ele mexeu lá. Eu não estava mesmo te avisa. Da cu avisa mai Antonio não fala nada. Da cu nói với Antonio lâu lắm rồi. Quando o da cu falou, eu já estava falando doutor. Ontem, você falou ontem. É nada, semana passada eu tipo já falei no doutor. Você falou ontem. Ontem. Você. Aqui também era deles aqui. Tá bem, você trabalhar ali tem que ter coisa, tem coragem. Hiện tại là không có thấy nữa rồi mọi người ạ, không thấy nữa rồi. Đấy, ông Tông này ông cầm nón để bắt ong lên nhưng mà không thấy đâu rồi. Và bây giờ chúng ta đi về thôi. Doutor, sim. Amanhã ainda vamos ver ali na pedra. Já, yeah, ok. Pedra mais longe. Pedra? Sim. Não, aqui também é nesse meado aqui. Ah. Sim, mas quem comprou já aquilo é quem? Aquela cota TT que anda dormindo naquelas cotas ali. À, da cụ bảo là ở phía chỗ mấy tảng đá phía đằng kia cũng có tổ ong ở đấy. Thế nhưng mà ngày mai các bạn ấy đi qua đây xem mọi người. Bây giờ không xem được nữa. Bây giờ chúng ta phải đi về thôi. Muộn quá. Hơi tiếc nhỉ, hơi tiếc không bắt được cái tổ ong này nhỉ. Để nó đi mất rồi. Không trông rồi. Vào được nhưng bây giờ không biết đường ra đường nào đây. Ông Tông dẫn đường biết là có ra được không. À đi tay say đã. Người trong ấy cũng sáng đậm rạp chưa. Yeah. Giờ mới ra được. Ôi giời ơi, ra được rồi đây mọi người. Thế là hôm nay tổ ong ấy chúng ta không bắt được nhá. Rồi, thế là không bắt được tổ ong, bây giờ đi về đây. Xin chào mọi người nhá. Chào mọi người, bye bye mọi người. Ok, rồi. Yeah. Đấy, mọi người trông ngày mặt trời kìa.